ơn tất cả các bạn đã quay trở lại với chương trình Sự Kiện Là Kết hôm nay. Năm cũng sắp hết và năm mới cũng sắp đến rồi. Các bạn hãy để cho tinh thần của các bạn thật là thư giãn và thoải mái với những buổi mua sắm nhé. Và cũng nhân dịp Tết Dương lịch cũng như là Tết Nguyên đán sắp tới thì Linh Kiện So có tổ chức chương trình xả kho giảm giá cực sốc. Chương trình xả kho giảm giá cực sốc cuối cùng của năm 2018 được diễn ra tại Linh Kiện Store và sẽ được diễn ra từ ngày 22 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Và đây là một cơ hội vàng để các bạn có thể mua sắm những món hàng công nghệ yêu thích với mức giá hời nhất mà không đồng được. Và các sản phẩm giảm giá bao gồm lo kéo di động, flycam, camera hành trình, camera ngụy trang và đồng hồ thông minh. Kèm theo đó là các sản phẩm như là gaming gear, Android TV Box, loa nghe nhạc Bluetooth, tai nghe Bluetooth. Các bạn nên lưu ý là danh sách và số lượng cũng như là hình ảnh của các sản phẩm sẽ được cập nhật cụ thể trên fanpage Linh Kiện Store. Và với số lượng có hạn thì các bạn hãy nhanh chóng lựa chọn cho mình những sản phẩm công nghệ yêu thích để có thể mua sắm với mức giá hời nhất nhé. Một lần nữa thì Hồ Thảo và Lê Hoài xin được nhắc lại đến tất cả các bạn đang xem chương trình Sự Kiện Là Kết hôm nay là chương trình giảm giá cực sốc cuối năm sẽ được diễn ra từ ngày 22 tháng 12 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018. Và chương trình sẽ áp dụng cho tất cả những khách hàng mua hàng online cũng như là offline tại 4 chi nhánh của Linh Kiện Store. Các bạn hãy nhanh tay đến lựa chọn cho mình một sản phẩm mà mình có thể yêu thích nhất để sử dụng trong dịp Tết này nhé. Và chương trình Sự Kiện LKS ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Và những số tiếp theo Sự Kiện LKS hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những thông tin cập nhật mới nhất cũng như là những chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.